Em xin chào quý khách hàng của Tiệm Vàng Kim Thành Thảo ạ. Trưa hôm nay Kim Thành Thảo có lộc của hai vợ chồng cô Đức ạ. Hai cô chú là hôm nay đến Tiệm Vàng Kim Thành Thảo sắm một bộ vàng gồm vàng nữ trang 980 và vàng công ty 61 nha quý khách nha. Đây những sản phẩm mà hôm nay hai cô chú chọn. Đầu tiên sẽ giới thiệu cho quý khách xem vòng và lắc á, dây và lắc vàng nữ trang 980 nha quý khách nha. Cái này là dây cô dê hoa mai ạ. Rất là đẹp nha. Dây liền mặt luôn quý khách nha. Liền mặt những hoa mai. Cái đai của nó là làm dây mè ha, mè lớn nè, rất là đẹp, chắc lắm nha. Cái loại dây này á, là cô dâu đeo cũng được, hay là mấy cô lớn lớn tuổi đeo cũng được nha, đeo đi tiệc đi lễ cũng vẫn được ha. Dễ thương, sắc chưa. Cái sợi dây này trọng lượng của nó là 8 chỉ hơn nha quý khách nha, 4 chỉ mấy chứ, 4 chỉ 9/4. Rồi, giới thiệu cho quý khách thêm một cái lắc hoa 5D. Lắc hoa 3 tầng nha quý khách nha. Vừa làm trơn, vừa làm phun cát. Nhị bi nè, 3 tầng nha. Đây là có kim tiền ạ. Kim tiền may mắn nha, 3 hàng kim tiền. Đẹp chưa? Một cái lắc như vậy trọng lượng là 8 chỉ 6/5 ạ. Vàng nữ trang 980 luôn nha quý khách nha. Rồi, hai món hàng nữ và công ty 61 gồm có một cái lắc. Lắc này là lắc thạch nha. Lắc oval. Cái màu rất là đẹp nha quý khách nha, cái màu sơn thủy nè. Cái này thuộc dạng đá cao cấp nha, thạch cao cấp. Viền của nó là tấm baguette rất là sang luôn. Đai mắt đồng hồ nè. Chất lượng lắm. Một cái lắc như vậy trọng lượng là 7 chỉ 3/1. Công nhận cái lắc quá sang luôn nha. Màu đẹp cực kỳ luôn, cái này mà nó cũng thiên về đeo sức khỏe nha quý khách nha. Ví dụ những cái hàng thạch này mà mấy cô lớn lớn á, ta đeo á, mà nó lên nước là sức khỏe tốt lắm nha. Đẹp chưa, đeo lên nước sáng bóng luôn. Rồi một đôi bông cẩm thạch ạ. Bông này là bông vặn ha, cẩm thạch chữ phước nổi nè. Viền nó làm bèo, xinh chưa, sang lắm nha. Mấy cô lớn lớn mà đeo cẩm thạch là đẹp hết sảy luôn, đẹp lão á, sang trọng lắm. Đôi bông này là 9/3 nha quý khách. Rồi, ngoài ra là cô chú ủng hộ thêm cho tiệm là một chiếc nhẫn khâu. Chiếc nhẫn khâu 24 ha. Làm của. Rồi, tổng những sản phẩm mà hôm nay hai cô chú ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo có giá trị là 128 triệu nha quý khách. Em xin chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Sáng hôm nay là có chị Cúc từ quận Bình Thạnh nè. Hôm nay là chị Cúc đến tiệm vàng Kim Thành Thảo ủng hộ cho em là một bộ đồ bộ hàng cao cấp nha, bộ vip nha quý khách nha, và riêng một cái mặt dây chuyền cho anh. Bộ hôm nay chị chọn là bộ hoa hồng 5D ạ. Rất là đẹp nha quý khách. Cái này là dạng hoa hồng giáp lưới nha. Rất là sắc nét luôn ạ. Vòng nhẫn. Cả bộ ha. Mặt dây chuyền và một đôi bông tai nha. Đây. Cả bộ hoa hồng vàng nha quý khách nha. Cái này là nó làm giáp lưới nè. 5D hết ha. Rất là sang luôn. Cái bộ này không, trọng lượng của nó là một cây hơn. Một cây 7 nha quý khách nha. Bộ này một cây 7. Quá đẹp luôn nè. Sang cực kỳ luôn. Đặc biệt là những cái dòng này nè quý khách, nó làm giáp lưới và bên đai nó có giáp kim tiền luôn nha. Cái bản như vậy đeo nó rất là ôm tay, mấy chị mà có tay xương mất cá tay á, đeo nó ôm lắm. Tăng đưa. Cái này là cho mấy chị từ ni tay 48 nè. 48 cho đến ni cỡ ni 58. 58 là đeo được ha. 48 đến 58. Nó có tầng đưa cho nên quý khách đeo cỡ nào cũng được ha. Sang. Tiếp theo là một cái mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền này làm chữ nhật rồng ha. Hàng đúc đặc luôn nha quý khách. Rồng nổi mắt đỏ. Viền làm rô đê giáp máy. Em cầm rất là nặng tay luôn đó. Riêng cái mặt dây chuyền này là 9 chỉ hơn nha quý khách nha. 9 chỉ 7 phân nè. Là gần một lượng rồi đó. Quá đẹp. Đây, bên trong lòng là có làm trơn ha. Thì đeo nó không có bị trầy, bị xước ha. Các em mặt này cho nam đeo, nữ đeo vẫn được nha. Mấy chị mà lớn lớn sát đó đeo cũng được.
tổng những sản phẩm mà hôm nay chị ủng hộ em có trọng lượng là 2 lượng 6 chỉ 4 phân 6 nha quý khách nha. Ra giá tiền là 96 triệu tròn. Cái này em để hộp hết cho chị luôn nha chị Cúc. Để hộp hết luôn ha. Em rất là cảm ơn chị hôm nay đã không ngại đường xa đến ủng hộ tìm em nha. Alo, bà tôi dạ, quý khách ơi, trưa hôm nay là có chị Tuyết Hằng ở Bến Lức Long An ha. Hôm nay là chị Tuyết Hằng ở đây. Hôm nay là chị Tuyết Hằng là một cái vòng nha quý khách. Đây ạ. Vòng mẫu mới nữa nè quý khách ơi. Hàng nhà em là mẫu mới về liên tục nha. Này là vòng bản dẫn sóng kim tiền. Cái loại này thì nó là làm dẫn lớn nè. Trọng lượng của nó là 9 chỉ 3.3 nha. Là trọng lượng là theo ni tay nha quý anh chị. Cái này ni tay nhỏ thì trọng lượng nó sẽ nhẹ hơn xíu ha. Khóa xước và một khóa dự phòng. Vòng nhà em là bao la mẫu nha quý anh chị, từ 4 phân cho đến 9 phân. Có hết nha. Quý khách quan cao hơn vẫn được à. Cái dòng này có giá trị là 35 triệu hơn nha. Quên, 33 triệu hơn. 33 triệu lẻ 50 ngàn nha quý khách nha. Xuất sắc, quá đẹp luôn. Chị Hàng, chị đeo luôn không chị? Đeo ha, em mượn cái tay thôi. Mượn cái tay. Trời ơi, đi mình lên đây mất hả chị Hàng? Xinh lắm, rất là xinh luôn nha. Tuyệt vời. Rồi em cảm ơn chị Hằng hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em nha. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng hôm nay là em có anh Đức anh qua ủng hộ Kim Anh Thảo em là một sợi dây nha. Đây anh lựa vàng công ty. Đây là vàng công ty 610 nha quý khách. Dây Hồng Kông ống kim tiền. Ống kim tiền đang xen là những mắt rồng, những hình rồng nè. Đây một mặt kim tiền, mặt rồng đang xen nhau. Trọng lượng sợi dây này của anh là gần 2 lượng nha. Anh Đức đeo luôn ha. Đây là mình bật ra mình vẽ xéo qua nha. Đẹp luôn, chị giá sợi dây này của anh là 67.900.000, em gửi hóa đơn, cảm ơn ông chị nhiều. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Trưa hôm nay là em có anh Đức, anh qua ủng hộ Kim Anh Thảo em một cái lắc đồng hồ nha. Đây lắc đồng hồ cực kỳ sang quý khách ơi. Đây là đai đồng hồ nha, đây là bằng vàng nha, còn cái mặt là mặt đồng hồ. Đây trong đây đồng hồ này có giờ ngày luôn. Trọng lượng cái lắc này của anh là 9 chỉ 8.7 ha. Đó, cực kỳ đẹp luôn á. Những đường ngày nào lắc. Em đeo cho anh Đức luôn ha. Em mượn anh đeo luôn ha. Anh đeo. Tôi đeo hả? Vậy em để hộp cho anh ha. Dạ. Chị giá cái lắc đồng hồ này của anh là 40.900.000. Rồi em gửi anh hóa đơn. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Đình Thảo ạ. Chiều hôm nay là có chị Chi. Hôm nay là chị đến ủng hộ em là một cái dây và một cái vòng nha quý khách nha. Đây ạ. Mẫu hôm nay chị chọn cái vòng mo tắm. Vòng nút ha. Rất là sáng. Cái vòng này trọng lượng của nó là 3 chỉ 63 nha quý khách. Ở trên là đường mo tắm ha, bên dưới là làm trơn. Đeo nó không có bị cấn bị dướng ha. Tiếp theo là một cái sợi dây giác. Đợt này thì em về một lô dây giác đẹp lắm. Mẫu cắt máy đợt này mới hơn nữa là nó sáng lắm nha. Sợi dây này là 1 chỉ 9.4 ạ. Dạ giác oval ha quý khách ha. Đang lấp lánh luôn. Cái này đeo không cũng được và đeo có mặt dây chuyền vẫn được ha. Đó. Tổng hai sản phẩm mà hôm nay chị ủng hộ em có giá trị là 19.900.000 nha quý khách. Em xin chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Tối hôm nay là em có lọc của chị Phạm Lộc ha, chị ở Bình Dương nha quý khách. Hôm nay là chị đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là một cái sợi dây và một cái vòng nha quý khách nha. Đây, mẫu hôm nay chị chọn nè. Vòng mới về nha quý khách, mẫu mới nè, rất là đẹp. Vòng bản dựng sóng kim tiền ha. Vòng bản 7 phân nha quý khách nha. Cao 7 phân ạ. Nó nặng 1 cây lẻ 1 ly nha quý khách nha. Cái này là trọng lượng nó dao động xíu nha quý khách. Trọng là cái bản ni vòng tay nó nhẹ, nó nhỏ thì trọng lượng nó sẽ nhẹ hơn xíu ha. Đây. Móc rất là đẹp nha. Đều hết cả vòng. Sản phẩm tiếp theo là một cái sợi dây nam. Dây đẹp lắm quý khách. Cái dây này là dây hỏa tiễn nha. Hỏa tiễn này có hai kiểu.
quá đẹp luôn nè. Giới thiệu cho quý khách xem nè, cái mắt hỏa tiễn dắt lưới ha. Rồi ống rồng, ống rồng cũng có hai kiểu ống rồng luôn. Đây, cái ống đầu tiên của nó là vừa chạm rồng vừa làm kim tiền ha. Quý khách thấy đẹp không? Rất là lạ ha. Tiếp theo cái ống bên này là rồng quấn luôn. Một cái sợi dây là bốn kiểu nha, dây bốn trong một nha quý khách. Quá đẹp. Đó, hai ống rồng, hai ống hỏa tiễn khác nhau luôn nè. Hỏa tiễn này thì nó dày lại, nó làm dày, nó không làm lưới ha. Rất là lạ luôn. Sợi dây này là một cây 8 chỉ, 8 phân, 8 ly. Số rất là đẹp luôn. Rồi mẫu dây 4 trong 1 quá đẹp, xuất sắc. Dây 6 tấc trồng đầu luôn nha quý khách nha. Nam nữ đều đeo được nha. Mấy chị mà tròn tròn có thể đeo dây này quá đẹp luôn đó. Đó, tổng hai sản phẩm mà hôm nay chị ủng hộ em có giá trị là 101.900.000 nha quý khách nha. Em bỏ hộp với chị luôn nha. Dạ, em cảm ơn chị hôm nay đã không hài đừng sai đến ủng hộ tiệm em nha. Dạ, em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Hình Thảo ạ. Trưa hôm nay là em có anh Hoàng, anh đã ở Phú Nhuận, anh qua ủng hộ Kim Hình Thảo em một cái lắc cái mặt với chiếc nhẫn nha. Đây, anh lựa một cái lắc xi hai màu, lắc này lắc đúc đặc luôn nha quý khách. Trọng lượng của nó là gần 1 lượng 7. Vì nhẫn đường bên đây là em xi hai màu nha, bên em xi nước ý, cực kỳ sáng luôn. Rồi, anh lựa thêm một cái nhẫn kim tiền, nhẫn kim tiền là đeo tài lộc vô nè. Thêm một cái mặt di lạc nhỏ, mặt di lạc này là đá thẩm thạch nha. Vì những đường móc máy nè, cực kỳ sáng luôn. Cái này em để hộp cho anh nè, lát anh đeo ha, em mượn tay đem đeo cho. Khóa này có hộp luôn. Dạ. À, chị giá bộ nữ trang này của anh Hoàng là 60.600 ha. Em gửi hóa đơn cho anh nha. Cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Hình Thảo ạ. Em chào chị Vân, chị Vân ở đâu ạ? Sáng hôm nay em có chị Vân, chị qua ủng hộ Kim Hành Thảo em hai bộ xi men nha. Đây chị lựa mẫu xi men này là mẫu Vinh Hoa Phú Quý. Đó. Đây là bản Bali gửi nha. Em đeo qua chị luôn ha. Đây là mẫu chữ phun két nè. Chị đeo hai kiểu, đeo đan xen vô. Trọng lượng hai bộ này của chị Vân là 1 lượng 2 hơn giờ 1 lượng 3 nha. Xi men bản chữ này em về đủ ni tay hết nha. Có từ ni 46 đến ni 64 luôn. Em có bản từ 2 ly, 2 ly rưỡi, 3 ly với 5 tới 5 ly luôn. Anh ơi, Mạnh đi đâu rồi? Mạnh đi chơi đúng không? Cô này quá trời đúng không? Trời, đây quá trời đẹp luôn. Chỉ đeo đều tay luôn nè. Đó. Sáng ánh luôn á. Chị giá bộ nữ trang này của chị là 42.800.000 ha. Em gửi chị hóa đơn. Gửi chị này luôn. Cảm ơn.